chị em ở các đầu cầu đã tham gia vào buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì trước hết thì cho phép em xin được thay mặt Trung tâm Nội soi Bệnh viện Đại học Y có một bài báo cáo liên quan đến quản lý khó tiêu chức năng trên một số nhóm bệnh nhân đặc biệt. Thì chúng ta sẽ cùng điểm lại một số những cái ý chính liên quan đến khó tiêu chức năng, và sau đó thì chúng ta sẽ đi về khó tiêu chức năng ở ba nhóm đối tượng, đó là người cao tuổi, người bệnh đái tháo đường và cái mối liên quan cần phải phân biệt giữa khó tiêu chức năng với viêm dạ dày mạn, cũng như là một số lưu ý khi mà điều trị khó tiêu chức năng. Thì trước hết, khó tiêu chức năng được định nghĩa đó là cảm giác đau hoặc là khó chịu tái phát dai dẳng ở vùng thượng vị. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái bảng nguyên nhân của khó tiêu ấy thì sẽ thấy là nguyên nhân vô cùng đa dạng. Để mà có thể chẩn đoán được là khó tiêu chức năng thì chúng ta phải loại trừ các cái nguyên nhân thực thể. Các cái nguyên nhân đó thì trong đó hay gặp nhất đấy chính là các bệnh lý loét dạ dày tá tràng, ung thư dạ dày, nhiễm Helicobacter pylori hoặc là tình trạng trào ngược. Ngoài các cái bệnh lý mà của đường tiêu hóa thì một số những cái nhóm bệnh lý khác, ví dụ như các bệnh lý về tụy, các bệnh lý liên quan đến chuyển hóa như là celiac hoặc là không dung nạp vào carbon hydrate, hoặc là khi mà bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng hoặc sử dụng một số những cái loại thuốc ấy, thì cũng có thể có cái biểu hiện lâm sàng đó là bệnh nhân cảm thấy đau bụng hoặc là khó chịu ở vùng thượng vị. Khi nào mà chúng ta loại trừ được hết tất cả các cái nguyên nhân thực thể thì lúc đó chúng ta mới đủ cái tiêu chuẩn để chẩn đoán là khó tiêu chức năng. Trên bản đồ dịch tễ của khó tiêu ở trên thế giới ấy, thì tỷ lệ rất là dao động theo các nghiên cứu. Lý do là bởi vì định nghĩa về khó tiêu cũng như là thời gian mà xuất hiện triệu chứng sẽ có sự khác biệt theo các cái tiêu chuẩn khác nhau. Và trong một cái nghiên cứu mà sử dụng cái bộ câu hỏi để đánh giá trong các hộ gia đình thì cái tỷ lệ ước tính mà số người có các cái biểu hiện đau bụng hoặc khó chịu ở vùng thượng vị nó lên đến 21%. Vậy thì cơ chế và triệu chứng của khó tiêu chức năng thì liên quan đến những vấn đề gì? Thì có một số những cái cơ chế đã được tìm thấy. Thứ nhất đó là vai trò của trục não ruột. Thứ hai đó là các cái rối loạn về vận động và cảm giác nội tạng ở ruột. Thứ ba đó là các cái thay đổi liên quan đến hệ vi sinh vật ở ruột. Về mặt phân loại thì để dễ nhớ sẽ có hai cái hội chứng chính ở trong chứng khó tiêu chức năng. Đó là hội chứng mà với triệu chứng đau là chiếm ưu thế. Thì cái này nó gọi là hội chứng đau thượng vị với triệu chứng chủ yếu là đau hoặc nóng rát vùng thượng vị. Và hội chứng thứ hai đó là hội chứng khó chịu sau ăn, thì biểu hiện sẽ là bệnh nhân sẽ có cảm giác đầy bụng sau ăn hoặc là cảm giác no sớm. Về chẩn đoán của khó tiêu chức năng thì vì mình phải loại trừ các cái bệnh lý mang yếu tố thực thể, cho nên là việc khai thác kỹ tiền sử cũng như là thăm khám tìm dấu hiệu báo động của người bệnh đóng vai trò rất quan trọng. Người bệnh sẽ cần phải được chỉ định nội soi nếu như chúng ta bắt buộc phải loại trừ một số bệnh lý thực thể khi bệnh nhân có triệu chứng báo động. Và nếu như người bệnh mà có vi khuẩn Helicobacter pylori thì sẽ có chỉ định điều trị diệt trừ. Các nhóm thuốc chính mà được sử dụng ở trong điều trị khó tiêu chức năng thì bao gồm, nó đánh vào đúng các cái cơ chế của bệnh lý này, đó là các nhóm thuốc điều hòa thần kinh trung ương hoặc ngoại vi, nhóm thuốc ức chế bài tiết axit, một số loại men tiêu hóa cũng chứng minh được tác dụng, các thuốc hỗ trợ vận động đường tiêu hóa còn gọi là prokinetic, hoặc là các nhóm thuốc điều hòa nhu động của dạ dày. Trên thế giới thì hiện tại có một số những cái hướng dẫn chính liên quan đến điều trị khó tiêu chức năng. Thì theo hướng dẫn của Hội Tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2017 thì nói đến vai trò của một số những cái tiếp cận điều trị bao gồm diệt trừ Helicobacter pylori khi có, điều trị nhóm thuốc ức chế bơm proton PPI khi mà triệu chứng đau là chủ yếu, điều trị thuốc chống trầm cảm 3 vòng nếu người bệnh có rối loạn lo âu hoặc trầm cảm kèm theo, điều trị nhóm thuốc prokinetic tức là thuốc hỗ trợ nhu động đường tiêu hóa trong trường hợp mà người bệnh có cái hội chứng là đầy bụng sau ăn là chủ yếu. Theo hướng dẫn của Hội Tiêu hóa Châu Âu năm 2020 thì cũng tương đối là đồng thuận đối với hướng dẫn của Hội Tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2017. Đó là trong trường hợp mà chúng ta tìm được bằng chứng của Helicobacter pylori thì chúng ta sẽ điều trị diệt trừ. Thế còn nếu như trong trường hợp mà không sau khi đã điều trị diệt trừ HP rồi hoặc bệnh nhân không có HP thì chúng ta sẽ điều trị bằng cách là điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, rồi điều trị PPI có thể kết hợp với prokinetic hoặc là kết hợp với nhóm thuốc chống trầm cảm 3 vòng. Thế còn các đồng thuận của châu Á thì sao? Thì đồng thuận gần nhất liên quan đến khó tiêu chức năng của châu Á đó là đồng thuận năm 2012, thì trong đó cũng có nhấn mạnh về vai trò của diệt trừ HP nếu có.
Đối với nhóm mà triệu chứng đau là điển hình thì nhóm thuốc ưu thế sẽ là PPI và có thể kết hợp với prokinetic nếu không đáp ứng. Còn đối với đầy bụng sau ăn thì prokinetic mới là chỉ định điều trị chủ yếu, có thể kết hợp với PPI nếu không đáp ứng. Và thời gian điều trị của chúng ta sẽ là từ 4 đến 8 tuần. Trong trường hợp mà người bệnh không đáp ứng thì chúng ta có thể phối hợp với các thuốc chống trầm cảm 3 vòng hoặc chuyển khám thêm chuyên khoa tâm thần kinh. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến nhóm đối tượng đặc biệt đầu tiên, đó là nhóm đối tượng người cao tuổi. Vậy thì ở người cao tuổi có những đặc điểm gì ở dạ dày mà chúng ta cần chú ý? Thứ nhất, đó là cái khả năng co giãn của thành dạ dày giảm. Thứ hai, đó là bicarbonate và các cái chất mà có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày thì nó cũng giảm sản xuất theo tuổi. Thứ ba, đó là có cái tình trạng giảm làm chống dạ dày do cái thời gian mà vận chuyển dạ dày cũng như là nhu động ruột ở người lớn tuổi thì kém hơn so với những người trưởng thành thông thường. Đã có các nghiên cứu chứng minh ở trên 3 nhóm đối tượng, đó là người lớn tuổi mà hoạt động thể lực còn bình thường, người lớn tuổi mà hạn chế về mặt vận động thể lực và nhóm người trẻ tuổi thông thường, thì thấy cái sự khác biệt rất rõ về cái co bóp của dạ dày ở trên đo điện dạ dày đồ. Cụ thể đó là ở nhóm người mà lớn tuổi có bị hạn chế vận động ý, thì cái co bóp của dạ dày là kém nhất so với hai nhóm còn lại, và sự khác biệt này thì có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu tại Hàn Quốc trên hơn 1.700 người bệnh có khó tiêu chức năng thì ghi nhận là có 11,3% là nhóm người mà trên 60 tuổi là có các cái triệu chứng này. Trong đó thì có thêm một cái yếu tố nguy cơ nữa, đó là nữ giới lớn tuổi, bởi vì ở trong cái nghiên cứu này thì ghi nhận là tỷ lệ các cái rối loạn tâm thần kinh ở nhóm đối tượng bệnh nhân này cao hơn so với nhóm đối tượng dưới 60 tuổi và là nam giới. Vậy thì cái khó khăn gì khi mà chúng ta chẩn đoán khó tiêu chức năng ở người cao tuổi? Thì lý do thứ nhất là bởi vì có rất nhiều những cái bệnh lý khác có triệu chứng tương tự như khó tiêu chức năng, ví dụ như là loét dạ dày tá tràng, rồi ung thư dạ dày vân vân. Và việc thứ hai đó là ở người lớn tuổi thì hay có các cái bệnh lý kèm theo và hay sử dụng các loại thuốc, đặc biệt là các nhóm thuốc như là NSAID. Và vấn đề thứ ba đó là cái tỷ lệ nhiễm HP thì cũng gia tăng ở nhóm người lớn tuổi. Thêm một điểm nữa đó là Việt Nam ở của chúng ta thì cũng là một trong những nước mà có tỷ lệ ung thư dạ dày cao. Vì vậy cho nên ở nhóm người lớn tuổi thì chúng ta cần chú ý đó là phải nội soi để loại trừ các cái trường hợp loét dạ dày tá tràng và ung thư dạ dày. Tiếp theo đó là nhóm đối tượng bệnh nhân, đó là những người bệnh mà đái tháo đường thì khó tiêu chức năng có điểm gì đặc biệt. Cho đến nay thì dịch tễ liên quan đến cái tỷ lệ mà khó tiêu gặp ở bệnh nhân đái tháo đường ấy chưa có một dữ liệu một cách cụ thể. Nhưng mà theo một số nghiên cứu thì ở bệnh nhân đái tháo đường type 1, tỷ lệ có khó tiêu là 40%. Ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 thì tỷ lệ này là 20%. Và tương đối là khó phân biệt giữa cái khó tiêu chức năng với cái gastroparesis, tức là liệt dạ dày về mặt lâm sàng, và cần thêm một số những cái thăm dò để đánh giá cái tình trạng về nhu động dạ dày. Có điều là những cái thăm dò này thì thường chỉ có một số trung tâm lớn trên thế giới mới có. Ở Việt Nam của chúng ta thì cũng chưa phổ biến các cái thăm dò để chẩn đoán được ở gastroparesis. Có thể ngoài ra thì nó còn một vấn đề nữa, đó là những cái biểu hiện như là khó tiêu nó có thể nằm trong cái bệnh cảnh chung, đó được gọi là bệnh cảnh ở ruột đái tháo đường. Thế thì sinh lý bệnh của bệnh ruột đái tháo đường nó có một số những cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là sự thay đổi về hệ thần kinh ruột, trong đó có sự tổn thương các cái tế bào các gian ở hệ thần kinh ruột. Vấn đề thứ hai đó là thay đổi hệ thần kinh tự động gặp ở bệnh nhân đái tháo đường gây ra cái tình trạng giảm co bóp và giảm cái chức năng bài tiết của hệ tiêu hóa. Và đến vấn đề thứ ba đó là thay đổi hệ thần kinh trung ương, làm thay đổi cái nhạy cảm tạng ở người bệnh tiểu đường. Bệnh ruột đái tháo đường thì có thể có biểu hiện cả ở đường tiêu hóa trên và đường tiêu hóa dưới. Đối với đường tiêu hóa trên thì hay gặp đó là biểu hiện khó tiêu. Thế còn đối với đường tiêu hóa dưới thì chúng ta hay gặp bệnh nhân là táo bón. Thế thì khi mà tiếp cận cái nhóm bệnh nhân mà có bệnh ruột đái tháo đường, chúng ta sẽ điều trị tối ưu hóa là dựa vào triệu chứng của bệnh nhân. Nếu như mà người bệnh của chúng ta có triệu chứng là khó tiêu thì hai cái thăm dò mà cần phải đánh giá được khuyến nghị, đó là thứ nhất là chụp scintigraphy để đánh giá cái khả năng làm trống của dạ dày, và thứ hai là một số những cái loại test thở để đánh giá cái tình trạng làm rỗng của dạ dày. Tuy nhiên thì cũng như đã nói thì hiện tại những cái thăm dò này tại Việt Nam vẫn chưa có. Vì vậy cho nên là trong cái quá trình để mà mình chẩn đoán được trên thực tế bệnh ruột đái tháo đường ấy, nó còn rất nhiều khó khăn. Thế khi mà chẩn đoán ra rồi ấy, thì về mặt quản lý hoặc điều trị thì có gì khác biệt không? Thì về mặt quản lý,
khó tiêu ở bệnh nhân đái tháo đường trên thực tế thì cũng sẽ không có nhiều khác biệt so với khó tiêu chức năng thông thường. Tức là các khuyến cáo sẽ bao gồm là thay đổi sinh hoạt, bệnh nhân sẽ cần phải giảm cân nếu mà có thừa cân béo phì, cần phải ngừng hút thuốc, cần thay đổi chế độ ăn uống sinh hoạt, tránh sử dụng NSAID và diệt trừ HP nếu có. Nhóm thuốc nền tảng vẫn là điều trị PPI, có thể kết hợp với prokinetic hoặc là thuốc chống trầm cảm 3 vòng. Nếu không đáp ứng thì sẽ phải sử dụng thêm các cái liệu pháp tâm lý. Ngoài ra thì có một số hướng nghiên cứu khác cũng đang được kỳ vọng, đó là sử dụng một số những cái men tiêu hóa để tác động lên hệ vi sinh vật đường ruột, hoặc là sử dụng một số những cái liệu pháp hỗ trợ như là châm cứu hoặc là thôi miên. Vấn đề tiếp theo mà tôi muốn trình bày đó là mối liên quan giữa khó tiêu chức năng và viêm dạ dày mạn. Thì thường thì các bác sĩ mà ngồi ở phòng khám hoặc là các bác sĩ mà hay điều trị bệnh nhân tiêu hóa thì rất hay đặt ra câu hỏi đấy là giữa viêm dạ dày và khó tiêu chức năng thì trên thực tế cái điểm tương đồng và sự khác biệt là gì? Thì định nghĩa về viêm dạ dày mạn cho đến nay vẫn chưa có một cái sự thống nhất về mặt thời gian ở trong y văn và có khá nhiều quan điểm khác nhau. Đối với các quan điểm ở phương Tây thì viêm dạ dày mạn được định nghĩa là bắt buộc phải có tổn thương ghi nhận trên nội soi hoặc trên mô bệnh học. Trên thế giới thì có một cái luồng quan điểm khác, đó là quan điểm của các tác giả Nhật Bản. Theo các tác giả Nhật Bản ý, thì cứ bệnh nhân mà có triệu chứng đường tiêu hóa trên dai dẳng, không tính đến kết quả nội soi, không tính đến kết quả mô bệnh học thì đã được chẩn đoán là viêm dạ dày mạn. Và như vậy thì có sự trồng lắp trong định nghĩa của các tác giả Nhật về viêm dạ dày mạn đối với khó tiêu chức năng. Cái việc mà chúng ta không có được sự thống nhất về mặt thời gian ý, nó cũng khiến cho chúng ta khó xác định cái tỷ lệ hiện mắc của viêm dạ dày mạn. Nhưng mà theo các nghiên cứu ở trên thế giới thì cái tỷ lệ mà viêm teo mạn của dạ dày thì nó sẽ sát với cái tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori và nó sẽ tăng dần theo tuổi. Có một nghiên cứu được tiến hành đa trung tâm ở Nhật Bản sử dụng tiêu chuẩn ROM3 để chẩn đoán về viêm dạ dày mạn và so sánh với khó tiêu chức năng. Thì nghiên cứu này được tiến hành ở 9.125 bệnh nhân mà có chẩn đoán là viêm dạ dày mạn dựa theo cái chẩn đoán của các tác giả Nhật, đấy là triệu chứng đường tiêu hóa dai dẳng. Thì trong đó 1/3 số bệnh nhân là được nội soi, 2/3 số bệnh nhân là không được nội soi. Và khi mà đối chiếu tiêu chuẩn để chẩn đoán ý, thì có để chẩn đoán khó tiêu chức năng ý, thì chỉ có 362 bệnh nhân là có cái triệu chứng mà đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán khó tiêu chức năng. Thì khi đối chiếu như vậy thì cũng sẽ thấy một cái điểm, đó là cái triệu chứng hay gặp nhất ở nhóm viêm dạ dày mạn vẫn là đau thượng vị và đầy bụng, tức là triệu chứng cũng rất là phù hợp với khó tiêu chức năng. Và khi mà so sánh về cái thời gian mà xuất hiện triệu chứng ý, thì thấy là hoàn toàn các cái thời gian diễn biến của viêm dạ dày mạn ở trong nghiên cứu này là giống với khó tiêu chức năng, trừ một việc, đó là theo tiêu chuẩn ROM3 hoặc là tiêu chuẩn ROM4 thì cái thời gian tối thiểu phải là 3 tháng. Nhưng mà trong nghiên cứu Future này thì thường ở thời điểm 1 tháng trở đi là hầu hết bệnh nhân đã có biểu hiện triệu chứng. Có một phân loại ở trên thế giới dành riêng cho viêm dạ dày mãn tính, đó là Đồng thuận Thượng Hải của Trung Quốc năm 2017. Thì trong Đồng thuận Thượng Hải cũng có giới thiệu là có rất nhiều cách để phân loại viêm dạ dày mạn và chưa thật sự thống nhất. Nếu như chúng ta là các bác sĩ nội soi thì chúng ta chú ý là sẽ dựa vào phân loại Sydney cải tiến để mà đánh giá các cái tổn thương ở trên hình ảnh nội soi của người bệnh, và rất quan trọng trong việc mình đánh giá là viêm dạ dày mãn tính này có hay không có teo niêm mạc và cái vị trí thương tổn là ở hang vị, ở thân vị hay là toàn bộ niêm mạc dạ dày, cũng như là chúng ta sẽ xác định có hay không có HP, bởi vì là giống như là tiếp cận của khó tiêu chức năng, nếu mà do HP thì cái chỉ định điều trị diệt trừ HP sẽ được đặt ra. Vậy thì có mối liên hệ nào giữa câu chuyện là điều trị khó tiêu chức năng, điều trị viêm dạ dày mạn với nhiễm Helicobacter pylori? Thì có một nghiên cứu của các tác giả châu Âu đã chứng minh được là ở những bệnh nhân mà viêm dạ dày mạn thì khi mà chúng ta diệt trừ HP thì nó sẽ làm thay đổi cả mô học của người bệnh sau khi mà kiểm tra lại 3 tháng và 6 tháng. Về điều trị nội khoa của viêm dạ dày mạn thì có một nghiên cứu được tiến hành ở trên hơn 8.800 bệnh nhân ở Trung Quốc thì ghi nhận là khi mà điều trị viêm dạ dày mạn, ba cái nhóm thuốc mà các bác sĩ hay sử dụng bao gồm nhóm thuốc thứ nhất, đấy là các nhóm thuốc bảo vệ tế bào, gần 70% bác sĩ sử dụng. Nhóm thuốc thứ hai có tỷ lệ thấp hơn một chút, 65% bác sĩ sử dụng, đó là nhóm PPI. Và nhóm thứ ba đó là nhóm thuốc hỗ trợ vận động prokinetic thì được sử dụng với tỷ lệ là 25,6%.
về điều trị chứng khó tiêu của viêm dạ dày mạn thì hoàn toàn tương đồng với điều trị của khó tiêu chức năng thông thường, có nghĩa là nếu HP dương thì chúng ta sẽ diệt trừ HP. Ngoài ra thì nhấn mạnh câu chuyện là nếu viêm dạ dày mạn có triệu chứng khó tiêu mà có thêm các yếu tố tâm thần kinh thì chúng ta sẽ phối hợp với thuốc chống trầm cảm và giải lo âu, và prokinetic sẽ được lựa chọn để phối hợp trong trường hợp bệnh nhân có đầy tức bụng, có nôn, buồn nôn. Phần cuối cùng trong bài báo cáo ngày hôm nay đó là một số lưu ý khi mà chúng ta sử dụng các thuốc điều trị khó tiêu chức năng. Thì có một điểm cũng đặc biệt đó là trong một vài năm gần đây thì ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh được cái vai trò mới của PPI trong điều trị khó tiêu chức năng. Trước đây thì chúng ta thấy PPI chúng ta nhắc đến nhiều nhất đó là tác dụng ức chế bài tiết axit. Tuy nhiên thì đối với khó tiêu chức năng ấy thì đã có các nghiên cứu chứng minh được là ở bệnh nhân mà điều trị PPI thì thấy là mật độ các cái tế bào mast và các tế bào ái toan ở vùng tá tràng của người bệnh ấy là giảm đi đáng kể so với nhóm mà không điều trị PPI. Và trong cái cơ chế bệnh sinh của khó tiêu chức năng thì có cái tình trạng đó là thay đổi hệ vi sinh đường ruột và có cái viêm được ghi nhận ở cái khu vực hành tá tràng và tá tràng. Vì vậy cho nên là cái việc mà sử dụng PPI giảm được cái mật độ của tế bào mast, giảm được cái mật độ của bạch cầu ái toan cũng như là giảm được cái tính thấm ở niêm mạc đã được chứng minh trong cái nghiên cứu cơ sở này, thì cũng phần nào cho thấy là cũng phần nào giải thích được cái lý do vì sao mà điều trị PPI ở những bệnh nhân khó tiêu chức năng lại có tác dụng. Quay về nhóm thuốc prokinetic thì theo như khuyến cáo của trong điều trị khó tiêu chức năng của Hàn Quốc năm 2020 thì có thống kê các nhóm thuốc mà prokinetic có trên thị trường. Thật ra ở Việt Nam thì chúng ta sẽ thông thuộc với một số nhóm thuốc như là domperidone, etoprim hay là mozaprim. Trong đó thì cũng có ghi nhận một số những cái tác dụng không mong muốn mà chúng ta cần chú ý khi mà điều trị, ví dụ như là một số những cái tác dụng ngoại tháp khi mà chúng ta dùng metoclopramide, hoặc là khi mà chúng ta dùng domperidone thì có thể gặp một số những cái tác dụng liên quan đến rối loạn kinh nguyệt hoặc là tăng tiết sữa vân vân. Dùng etoprim thì có thể có xuất hiện một số phản ứng ví dụ như là tiêu chảy. Thế thì vì những lý do đó cho nên là khi mà mình sử dụng các prokinetic thì mình cũng phải chú ý. Chẳng hạn như domperidone thì cái tác dụng mà về tim mạch, đặc biệt là kéo dài QT là được nhắc đến nhiều nhất trong các nghiên cứu. Vì vậy cho nên là ở những người lớn tuổi này, trên 60 tuổi hoặc ở người đã có rối loạn nhịp tim thì chúng ta sẽ không dùng domperidone. Thế còn metoclopramide thì có một đặc điểm đấy là mình phải chỉnh liều ở bệnh nhân suy thận, và cái nhóm thuốc này thì lại có tác dụng lên có thể có tác dụng không mong muốn về hội chứng ngoại tháp. Vì vậy nên chúng ta sẽ không sử dụng cái nhóm thuốc này một cách thường quy mà cũng phải chú ý đến các cái chống chỉ định. Ecotiamide thì là một cái nhóm thuốc rất là tốt, đã có các dữ liệu chứng minh ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc. Tuy nhiên là cái nhóm thuốc này thì dữ liệu trên người cao tuổi vẫn còn hạn chế, và tại Việt Nam thì cũng chưa có nhóm thuốc này. Như vậy là hiện tại cái chỉ định mà sử dụng prokinetic ý, thì chúng ta cũng phải chú ý là làm sao mà khi mà mình lựa chọn ở nhóm bệnh nhân người cao tuổi ý, thì nó phải phù hợp và phải an toàn. Đối với nhóm thuốc chống trầm cảm thì bởi vì là cái hệ trục não ruột là đóng vai trò rất quan trọng trong cơ chế bệnh sinh của khó tiêu chức năng, cho nên là các cái nhóm thuốc chống lo âu trầm cảm cũng là cái nhóm thuốc mà được nhắc đến nhiều trong điều trị khó tiêu chức năng. Nhưng mà có một đặc điểm đấy là đối với các bệnh lý tiêu hóa như là khó tiêu chức năng thì sẽ chỉ bắt đầu với liều thấp và vẫn phải theo chỉ định của bác sĩ. Ở những trường hợp không đáp ứng thì chúng ta sẽ hội chẩn với các bác sĩ ở chuyên khoa tâm thần. Xin được kết luận bài trình bày ở một số điểm, đó là khó tiêu chức năng thì có thể gặp ở một số nhóm đối tượng đặc biệt như là người cao tuổi hoặc là người bệnh đái tháo đường. Và cái vấn đề quản lý thì sẽ có một số điểm lưu ý liên quan đến tiền sử sử dụng thuốc, bệnh lý kèm theo, cũng như là chỉ định cho thăm dò chuyên sâu tiếp theo. Cần phải chú ý về tác dụng không mong muốn để lựa chọn được nhóm thuốc an toàn và phù hợp trên các đối tượng đặc biệt. Có sự trùng lắp về khái niệm giữa khó tiêu chức năng và viêm dạ dày mạn. Tuy nhiên thì việc tối ưu hóa điều trị theo nguyên nhân và cá thể hóa theo triệu chứng đóng vai trò quan trọng, và các nhóm thuốc đã chứng minh được tác dụng đối với khó tiêu chức năng và viêm dạ dày mạn thì bao gồm là PPI, prokinetic và thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của các quý vị. Xin cảm ơn Phó sư tiến sĩ Đào Việt Hằng, một bài trình bày rất là dễ hiểu.
Và tôi cũng ngồi nghe chăm chú từ nãy giờ, và các đồng nghiệp ở các đầu cầu có lẽ cũng như vậy, đúng không ạ? À, và bác sĩ rất trẻ, rất xinh và trình bày lại rất hay. Đấy. Thì trong cái bài báo cáo của mình thì chúng ta thấy rằng